Còn sa bô thì chúng ta trồng thì cho trái quanh năm nha. Một tháng thì chúng ta có thể thu á, thu trên cây một lần, tại bằng này cho trái chiền. Xin chào quý bà con, mình là Ly, hiện tại Ly đang có mặt tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha bà con. Hôm nay thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sabo Mexico ha. Cũng có rất là nhiều anh chị đã gọi về trung tâm cây giống hỏi bên trung tâm cây giống là cái khoảng cách trồng cây sabo Mexico và cái kỹ thuật trồng cây sabo Mexico cần lên mô hay không hết bà con. Thì hôm nay thì Ly sẽ đi vườn để chia sẻ thực tế cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo và nhìn rõ kỹ hơn hết bà con để chúng ta áp dụng cho khu vườn của mình. Sabo này thì được chủ vườn trồng được 7 tháng rồi nha bà con. Còn cái đầu tiên thì Ly muốn giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị ha. Trồng cây sabo Mexico thì chúng ta có thể lên mô nha bà con. Lên mô này ha. Đây nè. Chú lên mô nè. Chú lên mô chiều cao á, nó tầm khoảng 3 tấc thôi bà con. Tại vì cây này nó cũng hơi lớn lớn rồi nè. Nó rò ha. Nó tan đất đi ha. Thì chúng ta bồi đất thêm vào nha bà con. Bồi đất thêm vào. Giống như là cái cây nó lớn theo 5 tháng á, thì chúng ta bồi vào theo từng cái độ tuổi của cây ha bà con. Nếu như mà cái cây này tầm được 1 năm thì chú sẽ bồi vào thêm tầm khoảng một lưỡi giá nữa ha bà con. Chúng ta vung mô từ từ thôi ha. Tại thể loại cây sabo Mexico thì cho trái quanh năm ha bà con. Trồng chỉ trong vòng từ 18 tháng à là ra trái rồi. Mô hình này là trồng mà hữu cơ nè, giữ cỏ ha bà con, giữ cỏ cho cây rất là tốt nha. Giữ ẩm cho cây ha. Đây, những cái mùa mà nắng á, cái cỏ này nè, nó giữ ẩm rất là tốt cho cây nè. Cây của chúng ta không bị thiếu nước ha bà con. Còn cái cây sabo Mexico mà tầm khoảng 7 tháng là cái gốc nè ha bà con, cái hoành nó tầm khoảng là 1/3 tới 1/4 đó bà con. Đây ha. Cái hoành nó cũng khá là to nè ha. Còn khi mà chúng ta trồng cây thì chúng ta phải cọc lại ha bà con, chổi cọc như vậy nè. Chịu ha, khu vườn này chú cũng rất là kỹ nè. Chú chổi là 3 cây luôn ha bà con. Nếu như chúng ta không chổi ha là cái giai đoạn đầu á, cái gió bà con. Tại vì cái khu vườn này là của chú trồng ở giữa đồng luôn. Là khu xung quanh nó toàn là làm ruộng ha bà con. Chỉ có chú là trồng vườn, lên vườn đầu tiên nè ha bà con. Nè. Nên gió rất là nhiều. Nên chú sợ mà bị động rễ của cây á thì chú phải cọc lại nè. Hướng luôn ha bà con. Nên cây phát triển rất là tốt ha. 7 tháng cái cây như vậy là rất là tốt rồi nè. Chú chia sẻ là nó ra hoa chú lãi hết một lần rồi nè bà con. Mà bây giờ thì trên cây còn hoa rất là nhiều nè. Đây nè ha bà con. Đây là hoa nè. Hoa của cây sabo Mexico ha. Sabo Mexico thì trái dạng tròn ha bà con. Trọng lượng của trái thì từ 3 trái 1 kg, 4 trái 1 kg hoặc 2 trái 1 kg tùy theo cái kỹ thuật của chúng ta chăm sóc ha. Còn giá sabo Mexico hiện tại thì rất là cao nha bà con. Giá sabo hiện tại thì tăng mạnh rất là nhiều, không riêng về sabo Mexico mà sabo Lòng Mức, sabo Cần Thơ, sabo Mexico cũng tăng lên rất là nhiều. Cái thời gian dịch đó thì sabo Mexico sẽ rơi vào từ 20 đến 25 ngàn trên 1 kg. Hiện tại thì nó từ 40 ngàn đến 60 ngàn trên 1 kg rồi ha bà con. Là nói với cái cây sabo Mexico. Còn sabo Lòng Mức thì bạn đó từ hiện tại thì bây giờ là sabo là nó tầm khoảng sabo Lòng Mức nha bà con. Là tầm khoảng 13 đến 18 ngàn trên 1 kg nha. Là giá thu tại vườn á. Còn ra dừa thì ra chợ thì chúng ta mua thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Giá tăng mạnh lên hết bà con. Còn sabo thì chúng ta trồng thì cho trái quanh năm nha. Một tháng thì chúng ta có thể thu á, thu trên cây một lần. Tại bằng này cho trái chiền. Hả bà con? Cho trái chiền luôn. Đây, chúng ta thu xong rồi chúng ta tưới hương mít ha bà con. Tưới hương mít để kích rễ nè, để nuôi dưỡng những cái cây đọt mới để chuẩn bị cho ra hoa đậu trái tiếp theo ha. Rồi chúng ta sẽ bón gốc ha bà con. Bón dưới gốc này nè. Thêm 1 kg phân nữa để nuôi trái. Tại thể loại những cái cây giống mà cho trái chiền thì cũng cần cung cấp những cái dinh dưỡng cho cây rất là nhiều ha bà con. Và những cái phân thuốc mà cung cấp cho cây và những cái giai đoạn mà đi chăm sóc vườn thì bên trung tâm cây giống sẽ thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta ha. Còn cái khu vườn này thì lúc trước thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống cho chú là 200 cây nha bà con. Chú trồng nay được 7 tháng rồi, cây phát triển rất là đồng bộ ha. Hôm nay thì Ly và những anh kỹ thuật đến vườn để hỗ trợ, để chăm sóc vườn cho chú xem cái cây phát triển như thế nào ha bà con. Sabo Mexico thì chúng ta trồng ít là bị gặp những cái bệnh trên lá ha bà con. Không có giống như những cái loại cây giống khác ha bà con. Rất là dễ trồng luôn nè. Mà phát triển rất là đồng bộ. Chỉ trong vòng từ 18 tháng là bạn này ra trái ha bà con. Nếu như chúng ta mà muốn dưỡng cây, chăm sóc cây cho tốt, khỏe mạnh, cứng cáp thì chúng ta có thể 24 tháng để trái. Cái tuổi thọ của cây dưa sabo rất là cao nha bà con. Ăn trên 20 năm nha. Hôm nào thì để Ly sẽ đi tới những cái khu vườn mà những cái cây sabo mà nó thọ trên 20 năm quay cho quý bà con chúng ta xem cái lượng trái trên cây nó như thế nào ha. Bạn này thì cho trái theo từng độ tuổi ha bà con. Bạn này còn nhỏ thì chúng ta thu ít ha. Còn khi mà những cái năm mà thứ năm trở lên á, cái cây này cho trái rất là nhiều, xum xuê luôn hả bà con, trái rất là đẹp, dạng tròn như vậy, trong ruột nó màu đỏ nâu hả bà con, ăn rất là ngon. Trong trái sabo thì nó có từ 2 hạt đến 3 hạt hả bà con, ăn rất là ngon, ngọt lắm. Sabo Mexico thì đang được xuất khẩu với giá trị kinh tế nó cũng rất là cao hả bà con, nên Ly sẽ thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta về cây sabo Mexico này ha. Đây nè, ra hoa quá trời luôn nè.
Và quý bà con chúng ta lưu ý nha, khi mà những cái giai đoạn này thì sẽ lặt hết ha. Đây, anh Toàn đã đang đàm đạo với anh chủ vườn ha bà con, để cùng nhau trao đổi về kỹ thuật ha. Còn Ly sẽ đi quay cái khu vườn này cho quý bà con chúng ta tham khảo ha. Những cái giai đoạn này là ra hoa như vậy, lặt hết nha bà con, lấy hết để nuôi thân nuôi cây ha. Sau này cho cây chúng ta mà khỏe mạnh, nó sẽ tập trung nuôi cây hơn ha bà con. Để nuôi hoa thì nó sẽ tốn thêm một cái phần công sức để nuôi ha bà con. Nuôi những cái hoa như vậy mà cho trái sớm quá thì cây của chúng ta dễ bị suy lắm ha bà con. Đây, những cái cây ăn lâu năm thì chúng ta không gấp gáp gì để trái sớm ha. Đây nè. Đó. Trồng cây sơ bô thì chúng ta phải lên mô nha bà con. Lên mô tầm khoảng chiều cao lên. Giai đoạn đầu thì chúng ta lên cao khoảng tầm khoảng 3 tấc thôi ha bà con. Còn cái bề hoành thì tầm khoảng 1 mét. Chúng ta sẽ bồi đất theo từng giai đoạn ha bà con. Giống như là 1 năm thì chúng ta sẽ bồi thêm một cái lưỡi giá, lưỡi đất, lưỡi len đất á, đắp dòng cái mô như vậy. Rồi thêm cây này lớn thì chúng ta sẽ bồi thêm ha. Còn cái cây sabo mexico này thì dùng miền của quý bà con chúng ta mà bị mặn á, thì chúng ta có thể trồng được cây sabo này ha. Cây sabo mexico chịu mặn rất là tốt nha bà con. Đây, chịu phèn cũng rất là tốt luôn. Bây giờ Ly sẽ đi qua cái cây tiếp theo ha bà con. Đi vô đi ha nè. Đây, khu vườn này là trồng sen canh với mít nha bà con. Còn cái cây này sao đều quá, không biết chú có trồng sao không mà sao nó đều quá nè. Sabo mexico thì ít có bị sâu lắm hả con, nhưng mà nó cũng hay bị con rầy nó đu ha. Chúng ta phải đi quan sát vườn thường xuyên ha bà con. Khoảng cách trồng cây sabo mexico thì từ 6m đến 7m nha bà con. Nếu như chúng ta trồng thích nhất là cũng phải từ 6m tại thể loại cây sabo mexico. Bạn này có thể là thọ trên 20 năm, sau này cái tàn á bà con, nó cũng giống như cái cây cổ thụ vậy đó. Nó rất là to luôn. Nếu như chúng ta mà trồng khít quá thì sau này không đủ dinh dưỡng cho cây nó ăn ha bà con. Tại vì thể loại những cái cây giống mà trái chuyền thì nó cần những cái thức ăn và những cái cung cấp dinh dưỡng đủ cho cây. Thì cây chúng ta mà cho trái nó mới được sai được ha. Khi mà quý bà con chúng ta tiết kiệm đất á, chúng ta trồng dày á bà con, thì sau này cho trái rất là ít nha. Chúng ta nên trồng thưa thôi, không nên trồng dày ha bà con. Trồng dày thì chúng ta tốn tiền nè. Thứ nhất là tiền cây giống ha bà con. Thứ hai là tiền công chăm sóc nè. Thứ ba là cái tiền phân thuốc nhiều nữa, mà sau này cái khu vườn của chúng ta mà không mang lại hiệu quả kinh tế ha bà con, trồng không đạt thì nó cũng quá là tiếc ha. Ly thì bên ngành cây giống nhưng mà Ly cũng chia sẻ cho quý bà con chúng ta nên trồng thưa, không nên trồng dày ha bà con. Đó là nói về cây sabo mexico nha. Khu vườn này là chú trồng là 200 cây ha bà con, nay được 7 tháng rồi. Nhưng mà hình như là chú chia ra làm hai đợt á. Hồi nãy hình như là chú nói là chia ra trồng hai đợt á bà con. Chú trồng có một mình, chú tự trồng luôn nha. Chú tự lên mô, đắp mô luôn, chú tự trồng hết. Đây, chú trồng lan nữa nè. Cái clip bên đây hình như là cái cây còn nhỏ anh nè. Clip bên đây còn nhỏ nè. Còn cái clip bên đây nè, cái clip trên nó chú trồng trước á, chú nói là có clip chú trồng được trồng trước 2 tháng á bà con, nên cái cây này chắc cái cây này nó tầm khoảng là 5 tháng à. Chú trồng sau nè. Đây. Còn đây nữa nè. Cây phát triển rất là tốt. Bạn này ít có bị sâu bệnh lắm ha bà con. Chịu phèn rất là tốt luôn. Đi sẽ đi một vòng ha. Đây. Cây nè, hoa nè, ra hoa nó sẽ ra đồng loạt luôn hết bà con. Đây nè, hầu như là Ly thấy chỉ có những cái cây nhỏ giống như cái cây bên kia á là nó sẽ không ra hoa thôi nè. Anh Nam quay qua đó là cái cây bên đó đó, giống như cái cây như vậy nè hả bà con, là bạn này sẽ không ra hoa thôi. Những cái cây mà cao hơn tí xíu là bạn đó đều ra hoa hết luôn, ra hoa đồng loạt luôn á bà con. Thể loại cái cây mà chiết từ những cái cây bố mẹ như vậy thì nó trồng rất là nhanh cho trái, cũng ngắt được rất là nhiều thời gian ha bà con. Rồi cái video này Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về một cái mô hình trồng cây sabo mexico và cái khoảng cách trồng và cái lên mô ha bà con, lên mô hay không nữa ha. Trồng sabo mexico thì chúng ta lên mô nha bà con, chúng ta không thể trồng chệt nha. Cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con. Ly tiếp tục đi vườn để chia sẻ cho quý bà con chúng ta những cái giống mới, những cái kỹ thuật chăm sóc vườn
và những cây giống độc lạ hả bà con. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều.